Guten Morgen. Mận xin chào cả nhà nha. Hiện tại ở bên nước Hà Lan này và buổi sáng nha cả nhà. Thì Mận cũng mến chúc cả nhà có một buổi sáng thật là vui vẻ, hạnh phúc. Thì sáng hôm nay gia đình của Mận cũng chưa có gì nấu những món ăn ngon nha ngạc cả nhà. Thì ngày hôm qua thì làm liều đồ xong xuôi rồi cũng ăn giá giá. Cơm với lại cái khô đồ trứng thôi cả nhà. Thì sáng hôm nay thì cũng ăn mì tôm rồi đỡ đi bắt ốc bắt sò về ăn. Thì thôi cả nhà thì mình đi picnic camping như thế này thì có gì dùng nấy nha. Mời cả nhà ăn sáng cùng với gia đình. Chú bữa nay con gái lớn giỏi quá ta. Phụ cha mẹ dọn đồ dọn đạc ra nè. Ông bà của chú. Con ăn con, đừng nhai đũa. Coi đồ người ta. Cái này con ăn đây hè. Phần con ăn con. Ngon quá. Má ăn đi má. Không. Đẹp quá. Giờ con hỏi thiệt má nha. Từ lúc tuần mấy nay, gần 2 tuần nay má qua bên con âm chào má đi tên nước Đức cũng chút ít rồi. Bây giờ con âm thầm, con cuốn gói, con giao đồ, con lặng lẽ, con đưa má qua Hòa Lan này để cắm trại, cắm cái camping ở nơi này. Nơi này là đồng hoang đất vắng. Má cảm thấy hôm qua nay đi rồi, tối hôm qua má ngủ làm sao, má thấy có ngon giấc ngủ hay không? Hay như thế nào, má nói thiệt cho con nghe coi thử làm sao? Giờ đây má nói thiệt cho con. Là má qua đây cũng 2-3 tuần rồi. Đây là bất ngờ. Lụa hai vợ chồng con á, là bất ngờ cho má đi. Cho má cũng biết buổi lên xe đi ngày nào má đi chỗ nấy. Mà giờ bên nước Đức qua nước Hà Lan á, thì thấy cái cảnh phong cảnh của Hà Lan á, thì cũng quá đẹp, quá ngon. Rồi cất trại rồi mới hôm qua nay mà buồn gì đâu. Mà sáng nay cũng nghe cũng có con gà nó gáy. Mà thiệt con gà gáy con. Gáy ba hồi rồi má. Không nó gáy ngay sáng mới dậy là đúng sáng á. Dạ thì nó cứ gà nó cứ bên trường mà. Cù gà nói chung là cũng như ở quê mình. Chim cu dưỡng hú. Chim cu dưỡng hú. Cũng có đầy đủ. Mèo cũng có nha cả nhà. Mèo cũng có nè. Rồi sáo cũng có nè. Còn nói chung là thú vật con gì cũng có hết á. Cho nên bây giờ có cái trại ở đây là con nó nói cái trại ở đây là chân quanh đây người ta cũng nhiều lắm mà. Người ta nuôi chó, người ta sáng sáng người ta dắt đi. Người ta dắt đi tứ lung tung hết. Ta dắt ra đi dạo cho chó đi, đi giải quyết đồ rồi má. Đấy. Ba tên nước nó cao quá con ạ. Xin chào mọi người. Rồi sáng nay ăn uống đồ xong rồi là con nó chở ra đi bè xào hò, bắt sò hò, bắt hết. Và cuối cùng nước nó dâng lên cao quá đi không được. Bây giờ đảo hướng đi siêu thị. Đi phố, đi siêu thị gì đấy. Rồi giờ đâu ăn đâu chiều đi tiếp. Bây giờ nước nó lớn quá. Hello anh yêu. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy năng lượng, ánh nắng của mặt trời. Mặn cũng xin mời cả nhà đi với gia đình Mặn nha. Gia đình Mặn đi đến đâu thì cả nhà đi với gia đình Mặn tới đó. Bên Hà Lan cũng có chị tiệm leader nha cả nhà. Bây giờ gia đình của Mặn sẽ đi bộ vào trong phố nha cả nhà. Ở đây là bãi đậu xe nè. Bãi đậu xe này không có trả tiền phải không anh? Ở chỗ Mặn cắm trại cả nhà thì chạy xuống chỗ phố này chắc cũng hơn 4 cây. Thôi cho 5 cây đi, trừ hao. Cũng gần. Phố xá, chợ đồ nó cũng gần sát bên cả nhà. Rồi má, sao đêm hôm cái đêm đầu tiên mà ngủ ở trong trong liều người ta gọi là gì, mền trời chiếu đất. Má thấy làm sao má, đêm hôm đó nha, hả, đêm hôm á. Thì má đi cả đêm mà cũng như mỏi mệt thì vô ăn uống vô nằm thì nó đầu tiên nó còn hơi lạnh lạnh. Rồi sau này con đưa mấy cái màn mà bận 4 cái áo nữa thì măng bớt lạnh mà ngủ một giấc tới sáng luôn mà đâu có biết gì nữa. Mệt rất mệt ngủ một giấc tới sáng luôn. Mệt rất mệt ngủ một giấc tới sáng luôn. Còn coi xe tới sáng có nghe cái gì không? Thì sáng cũng nghe chứ. Nghe gì?
gà cũng có, cừu cũng có, chim cũng có, nói chung đủ loại chó đồ dùng có hết á. Nghe đủ thứ con rồi. Con vịt, con vịt nó kêu nữa chứ. Giống như quê mình không? Quê Việt Nam á. Y xì quê Việt Nam. Qua đường đi với má má con. Đây bà Hoài ngắm cảnh nè. Cái này con xa, cái này con sông nè. Đẹp chưa? Cái này giống như có nước mương á má. Chú cha con, cái nhà thờ gì mà to vậy con, đẹp dữ con. Wow, chốt chốt ở trên có cái gì, cái con gì trên này con. Chú, thầu chưa biết bao nhiêu người. Hồi coi nó đẹp không? Ao sen cũng đẹp. Cánh cũng đẹp hết chứ, vậy đi vô phố đẹp quá đẹp. Ồ, đây bằng xuống cũng như Việt Nam hay con ạ? À? Đây cái hồ vậy, còn cái cây dứa, cây sứa gì đây, coi gì đây. Cái đấy là cây bánh tét á con. Cây nổi quá bánh tét á. Còn đây bông súng của Hà Lan, y xì bông súng của Việt Nam mình chứ gì đâu. Đẹp quá, rồi xây hồ gì mà quá, nó đầu tư quá, quá đã. Chắc nó có nuôi cá này không con, mà sao rong dữ hề. Chắc có cá này mà sao mà không thấy nó đi vậy. Ờ có cá. Nhanh, cái phố này còn đẹp á cho con, rộng gơ. Con... chút thôi nhưng mà nó cũng sạch sẽ. À, sạch sẽ đẹp. Còn cái trước mặt mình kia con cái đôi gì đấy? Đây. Cái đó cũng cái đôm nhà thờ nữa. Quá chứ nhà thờ sếp coi bên đây cũng cái. Nhà thờ nhưng nhà thờ Tin Lành đó, nhà thờ trong. Trời phố đây cũng lớn quá, còn rộng mênh mông mà chơi quá đẹp chơi gì nữa. Trời được bán hàng đồ đồ người đi đông đúc. Cờ đồ nó treo quá trời quá đất luôn. Đây vô là trên thành phố lên phố phải không con? Dạ, đi vô trung tâm đó rồi. Ờ, chỗ rộng rãi quá trời. Khu này đẹp quá đẹp. Khu này người ta ăn uống. Ờ. Tối đồ. Ờ. Mỗi khi đó con đi phố đi vòng vòng. Ờ, đây. Rộng rãi quá đi mà. Coi ướt chân con. Chứ nhớt chân. Đây là thành phố lớn của khu du lịch này. Ờ. Thì thằng nào nãy mà đi đầu trên tới đầu dưới thấy quá trời mà to. Mà đây mà thấy nhà thờ nhiều hơn á. Không được. Con cẩn thận ướt nha Victoria. Không có đồ đem theo thay đâu nha con. Bông quá đẹp. Bông tím, bông vàng, bông xanh, bông đỏ gì đủ loại hết. Sao mà trồng đẹp quá đẹp. Bên này bông bông chú nước. Ờ, tưới nước đẹp chô chà đủ luôn. Còn đây coi gì đây mà con ong. Coi đây mà con ong nó ấy giữa giang ong. Nó đu nè, con ong nó đu nè con ạ. À. Cái này cái gì con cũng không biết nữa. Ờ. Ong nó đu quá đu. Ông ruồi, đây là con ông ruồi. Đây, quay gần lại. À, con ông ruồi ạ. Đây là ông ruồi nè. Wow, nó bay quá chừng chừng luôn. Nó nhiều mà. Ở đây có cái ổ ông ruồi vậy má ạ. Ủa đâu trên đồi đây, trên cây ở đây nè. Wow, con ếch nó to quá con ơi. Ếch nằm bờ xa, ếch nằm bờ xa. Đây này, má cũng xanh ếch nè đó. Trời, ếch đây là ếch nằm bờ xa nè. Ếch ăn ngon lắm cô ơi. Trời, chiều xù ăn hết sợi á. Quay to, quay to. Rồi, đây là bà ngầu. Đây quá đẹp. Đây là bốn con ớt, đây một con nữa này, đó. Một con ớt đây nữa này, ớt thì quá đẹp, hồ đẹp. Đây là hai con, cả nhà ơi. Ớt mà uống nước quá trời đây, nó bình bụng lên rồi. Đây, ớt đây nữa đây. Đây là con thứ ba. Con ớt đây là con thứ ba. Con kia là con thứ bốn. Cả nhà ơi, đây con ớt, nếu ớt đây cho ớt thiệt mà con ớt làm ra xào xào ớt. Ớt hiếm nha cả nhà, ăn một cái là cả nhà ăn không ớt đấy cả nhà. Theo cho nhà của mình là ăn 3 ngày cái con ớt đây. Ớt thì quá to. Nấu có cái đùi đây không là không phải hai người ăn à. Cái chân đây một người.
thì mình đã ăn chắc cái đùi để ăn chắc hai lần, cái tay là ăn một lần rưỡi. Ít té mà má cứ tưởng tượng là ít thiệt không? Tưởng tượng. Trời trời, cả nhà ơi, coi thiền này nè, nước nè, đó quá đẹp, thiền sùm đấy, đấy, thiền hồ nước, quá đẹp cả nhà ơi, kia, tàu bè, cái hồ. Cái hồ mà hồ cái... người ta, cái này là ra đây được không ta? Hồ nó ra chỗ này nè, cái này cái mấy cái thuyền mà chắc, nó đậu chắc mới tao ra tới đây cho con. Cái này chắc... nó đỡ mẫu hay là nó đánh mắt cá ta? Lại cái hồ đó. Người ta đâu biết tiếng Đức đâu, người ta nói tiếng Hà Lan không à. Chị. Đây này hỏi mấy người. Thuyền nè. Thuyền tàu bè quá đẹp. Mấy nhìn thấy xe có cái cầu không? Cô cầu dưới kia. Chắc có lẽ cái cầu đó nó mở ra. Cái cầu. Nó mở cửa ra xong tàu thuyền đây nó chạy ra cái chỗ đường đó đó, cái đường cầu đó đó. Cái cầu rộng mà. Bây giờ con nó siêu tàu ngoại nè. Cảm ơn con. Đây là nước gì con? Nước không cái ke. Nước lạnh không cái ke. Nay đi dọc phố mệt quá mệt, bây giờ vô quán ăn uống trưa. Vô quán đây bây giờ uống nước trước rồi ăn sau. Rồi cả nhà cũng nước kia mình. Quay quay dịch ghế lúa không vậy? Ăn về cái đứa con này con gái mà cái đây là strawberry, là là ẹt bè rồi. Ngon lắm. Bây giờ con thấy thử nó có ngon không? Đã hiểu. Ngon. Victor uống gì Victoria? Victoria uống gì con? Có dít. Con nhớ mình là con. Orange gì đó. Orange gì đó. Ở đây bà té nè. Trời nóng ăn. Bà có thấy một ông nó đi ra của ông nó đang ra không? Thôi, mà ông hoài có giống ông đây không? Giống hơn nữa. Giống hơn nữa nè, chết rồi, thôi quá về Việt Nam chắc chết. Người ta, ở đây người ta nên bà hoài, chỉ có nên bà hoài nên người ta biết bà hoài Africa là rồi. Africa, như bà hoài Africa ngỡ nào? Ngỡ nào? Cái da màu á, cái ông hồi nãy ổng là da màu. Cái da của ổng là cái da đen, là cái da đó là da đặc biệt của ổng anh. Còn má da của má đen là đen, nó đen khác chứ nó không có giống. Da ổng là da đen, nó bóng bẩy á má. Da da của má là đen thanh núi, bây giờ má xuống biển nó lột thì nó lột rồi nó đen. Đây nè, nè ông đây nè. Chút con nói ông ra lại má nói chuyện ông chút hay cho. Còn da của ổng là da để nó là da đặc biệt á, má không thở nào kiếm ra luôn á. Thì chút là con kêu ông lại má nói hoài nói chuyện với ổng. Tại sao mày đi ăn giống tao vậy? Tại sao mày đi ăn giống tao? Nó có hiểu không? Quan trọng là nó có hiểu tiếng Việt Nam mình hay không á. Mà ở nước đấy mà. Mà ở nước nó mà sao biết được. Mấy nó cùng. Nhưng mà không. Nhưng mà nó. Chút nào mai nói. Hello. Là tụi bay trả lời nghe. Má quên rồi. Không không. Mời cả nhà giờ ăn trưa gia đình mình. Giờ gia đình mình đang ăn đây. Cùng ăn gia đình mình cho vui ha. Thôi mà cũng mình xin mời cả nhà ăn cùng với gia đình mặn nha. Ăn trưa đơn giản thôi cả nhà. Khoai tây. Hôm nay thì người ta làm mà lộn xộn đủ loại hết. Còn cái của ông xã thì này. Ở bên Việt Nam mình là ăn đũa với ăn sứ chứ không có bao giờ ăn cái đây là cái dao như cả nhà, còn đây là cái nĩa xắt vô đây mà mình hầu giờ qua cũng lâu chứ mà chưa, cũng nhờ con cái nó giúp cho mình thôi chứ mình có thôi, bây giờ mình tự làm lấy thử như thế nào. Đây là chỉ hoài cắt rồi sao không? Cầm dao cầm sao? Hai cầm dao. Cái gì đó? Cái dao cũng ở bên đã phải hoài nè. Hoài cầm dao. Đâu? Quay cầm dao. Đâu. Xuống. Đâu quả hiếu đâu. Đâu đưa hoài cắt thử. Đâu. Đợi con gấp một cái cho. Đâu. Ok, bây giờ con chụp đâu hoài nè. Đâu đưa đâu hoài cắt nữa, hoài cắt à, hoài cắt cho cả nhà coi. Cháu nhờ chưa? Đây mọi người, bây giờ tao khuyên mình rút cái cây này ra
cái này mọi người biết rồi, cho vô một cái này chắc ngon. Giống như cái donut tách rồi. Giống donut tách nhưng mà là cá. Cá hả? Đâu, cái này hương vị cá. Hương vị cá. À so. Ngon á. Mày cứ đưa bây giờ tới lượt của con. Ở đây con gói một cái pommes, bây giờ con ăn thử. Giòn không con? Ngon. Đây là hiến chứng. Yeah. Nó cay cay. Pommes ăn mà cái con gồm đi ra đây mà nè. Thế đây là pommes. Tắm vô cái tay. Con gái biết ăn giỏi quá ta. Giòn. Giòn. Ngon. Tóc tay kìa, tóc tay bơm xòm kìa. Giờ mà cắt nha con, à, tập cắt thử. Ồ, mày cắt giỏi quá vậy. Đó, đó xanh điệu rồi đó. Hoài bị cắt rồi. Chấm nước sốt đây thử nè. Giòn ngon con. Vừa ăn không? Vừa ăn, ngon. Giúp bờ đăng cả. Ngon. Bên chỗ hút với lũ nghĩa. Con cá này cũng ngon con. Cá ngon. Cá hả? Ừ, cá ngon rồi. Ngon ăn má. Cá của anh nhân cũng cá đó. Cá dế nè, bò dế ăn. Cá dế không? Dế đó. Mình cộng dế mini. Mình chút xíu à. Mẹ ăn salad đi ếch con. Bên này mẹ đi ếch. Ăn nhiều quá nó mập cả nhà ơi. Ăn salad nó không mập. Nhưng mà cái nước sốt đây nè nó mới mập đó nha mẹ. Mẹ coi nè. Cắm cho Victor đi ạ. Cái nấm sốt này cũng khá ngon cả nhà. Nấm mà ngon. Nấm gì già sao ạ? Giòn sọc sọc á hả? À, nấm là nấm, là chăm nhon lắm á. Nấm, nấm tròn á, nấm trắng á. Nhá đưa lộn. Mình ăn rồi, đem tới nữa, tưởng đâu kêu nữa, mất hồn. Anh là cái chỗ chứa. Còn mấy miếng cá nè, với to. Ăn hết đi, mẹ đút rồi ăn hết nè. Thì thôi cả nhà, thì bữa ăn của gia đình bạn cũng đã xong nha. Hôm nay là đưa má đi dạo phố cũng như là ăn uống, nghỉ ngơi, hít thở không khí. Thì bây giờ đưa má về lại trại. Trại giống như trại tị nạn vậy, là lại liều để nghỉ ngơi rồi lên chương trình đi đâu nữa thì mặn sẽ quay sau nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ xem. Bye bye. Nè quay lại cho má bye bye nè.